Đây là cái lô mạch mà vừa mới làm cho một bạn khách cũng đặt mấy lần rồi. Thực ra bên mình rất là trân trọng những là anh em là khách hàng cũ. Có điều là như này, thì bên mình bán hàng thì mình sẽ có trách nhiệm là như này, bán hàng đúng mô tả. Đấy, và cái mà mình mua bên shop mình đã mô tả trong sản phẩm là chỉ có những cái quạt mà nó dùng cơ chế điều tốc giống như quạt của máy tính, mình ghi rất rõ rồi đấy, thì bên mình chỉ đảm bảo được cái vấn đề như thế. Còn ví dụ như các dòng quạt khác nhá, ví dụ như cái dòng quạt này, các cái dòng quạt sên này, thì chắc chắn máy tính nó không có rồi đấy. Thì ví dụ như anh em mà dùng các trùng cho các dòng quạt này để mà chắc chắn thì có thể để đặt thử, hoặc là ví dụ mà anh em đã từng mua các phiên bản cũ ấy mà thấy nó hoạt động ok, mà lần này cảm thấy không ok thì các bạn cứ gửi cái phiên bản cũ về đây, bọn mình sẽ làm y nguyên như là cái phiên bản cũ luôn. Đấy, còn cái để mà đúng như mô tả bọn mình ấy là tất cả các dòng quạt mà điều tốc bằng tín hiệu giống như tín hiệu của máy tính nhá. Vì tần có thể mình đã từng làm một cái video rồi cùng có model này, nhưng nếu mà cái dòng mà sáo tháo từ máy máy chủ ấy, máy tính máy chủ ấy, server ấy, thì nó có thể hoạt động được. Nhưng nếu mà tháo từ một thiết bị khác thì chưa chắc nó hoạt động được, vì cái mạch bên trong này nó khác nhé, cái tần số điều tốc bên trong này khác. Trong này nó sẽ có một cái mạch nhé, thì nó sẽ không hoạt động như nhau được. Đấy, cái điều đấy là mình phải nhắc lại với anh em là như thế. Và mình đã có một cái video về là cùng một cái model, cùng một model quạt này, cùng ví dụ như này, cùng Nidec VA450DC, thế nhưng mà tháo từ hai thiết bị ra thì cái điều tốc nó hoàn toàn khác nhau, tín hiệu điều tốc hoàn toàn khác nhau. Và bên mình chỉ có đảm bảo sản phẩm của mình là dùng cho các cái loại mà dùng tín hiệu điều tốc giống như quạt máy tính đấy. Còn những cái gì bên mình sản xuất là bên mình đảm bảo như mô tả. Còn ví dụ trong trường hợp mà anh em dùng cái dòng quạt khác thì các anh em phải thử là có thích hợp hay không đấy, sau đấy thì mình tính sau. Còn ví dụ trong trường hợp nó không hoạt động bình thường, ví dụ anh em lỡ mua về rồi thì bên mình sẽ cố gắng khắc phục thôi. Còn về về bản chất mà nó không thích hợp với nhau ấy, mà bên mình đã cố gắng rồi mà nó không được, thì là bên mình cũng cố gắng hết sức chứ không phải là không. Bởi vì anh em được việc thì chính là cái uy tín và cái tín nhiệm của anh em với bên mình nó sẽ tăng lên. Đấy, cho mình bên mình luôn luôn cố gắng như thế. Đấy, còn bây giờ mình có một trường hợp là như này. Đó, một anh em khách hàng cũ thì đã từng mua mạch bên mình rồi. Ok, không vấn đề gì, nhưng mà lần này là dùng một cái dòng quạt không phải quạt máy tính. Thì đây là cái video này ấy, thì mình sẽ quay là để cho là chứng minh là cái mạch của bên mình ấy, dùng với dòng quạt tín hiệu đồng giống như của máy tính ấy, nó hoạt động rất là bình thường, ngon lành. Đấy, còn đâu là vào cái dòng dòng quạt mà không phải của máy tính ấy, thì bên mình không thể đảm bảo được điều đấy. Vì nó rất nhiều model và rất nhiều cái kiểu dạng tần số điều tốc, nhiều thứ lắm. Đây, bây giờ bên mình sẽ bắt đầu quay với cả cái quạt này là chuẩn dùng tín hiệu của máy tính, điều tốc như máy tính. Đây, quay đi, tắt đi. Mức thấp nhất này, con này bị ngược đúng không? Mức thấp nhất là nó dừng hẳn này. Đấy, và nó lên từ từ nhá, lên từ từ này. Đây là mình vặn trực tiếp thôi, đúng ra nó phải có một cái núm thì cái độ nhích nó sẽ từ từ hơn. Đấy, quay rất từ từ này. Anh em nhìn tốc độ này tăng dần lên này. Cái tiếng rú nó sẽ tăng lên này, và tốc độ nó quay sẽ tăng lên này. Đấy, nghe cái tiếng rú là mình khá rõ vấn đề đấy rồi. Cực kỳ mà, tức là cái mạch bên mình hoạt động hết sức bình thường luôn, không có một vấn đề gì cả. Đấy, mình giảm đi rồi,
giảm rất từ từ, thì tốc độ quạt cũng giảm từ từ luôn. Đấy, và đến mức thấp nhất nó sẽ dừng. Ok, đấy chứng tỏ là cái mạch này hoạt động rất bình thường. Nhưng mà đây, ví dụ dùng với cả một cái quạt này chắc chắn không phải là quạt máy tính đâu. Quạt máy tính. Đây, đây, đây. Đây à? Đây à? Quạt máy tính. Thì mình thực ra cũng rất trăn trở cái vấn đề này, nhưng mà mình cũng chỉ có thể là làm theo đúng mô tả thôi. Vì nó rất là nhiều loại, mình cũng không thể nào mà bao thầu được tất cả các model và tất cả cái dòng tín hiệu tốc được. Đây thì vẫn cái mạch đấy. Tiện thể cái video này cũng nhắc mọi người là dùng những cái mạch điều tốc như này ấy, là nó điều điều tốc quá sung thì là phải thông thường phải là quạt 4 giây nhá, 3 giây thì không được, phải là quạt 4 giây. Ok rồi nhá, đấu được các thứ nhá. Rồi, không nguồn mức nhỏ nhất chưa, chuyển mức nhỏ nhất đi, nhỏ nhất. Cái này thì là chiều loại khác. Thực ra như con này ấy, thì tín hiệu nó giống nhưng mà chiều loại khác. Nếu model chuẩn của nó thì nó vẫn kịch phía bên này, kịch phía bên này nó sẽ là nhỏ nhỏ nhất này, kịch bên kia là lớn nhất này. Đấy, bây giờ như như lắp vào cái quạt này nha, min là vẫn tắt này. Đây, nó lên từ từ này, vẫn mức nhỏ này. Đấy, tăng lên này, nó tăng lên dần này. Vì cái dòng quạt này công suất lớn cho nên cái độ tăng nó cũng khác cái dòng quạt nhỏ hơn. Ví dụ như con này là 3,3, con 6A cơ. Đấy, nó cũng tăng từ từ này. Đấy, cũng vẫn tăng từ từ nhá, vẫn là tăng từ từ nhá. Đấy, nghe cái tiếng gió là mình sẽ mất mức độ mạnh. Rất mạnh luôn. Điều là đối với dòng quạt này thì nó có một vấn đề là nhỉ, có lúc thì nó bình thường như này, nhưng có lúc thì nó không được từ từ như này. Thì ra vấn đề ấy không phải là ở cái mạch, vì với cái mạch này mà mình lắp sang cái dòng quạt mà nó chuẩn máy tính ấy, thì 100 lần nó như 100 lần luôn. Đấy, cái dòng quạt này thì lúc nó đều được như này, lúc nó lại không đều được như này, thì bản chất nó ở như này. Vì nó không phải là quạt máy tính mà. Khẳng định với các bạn luôn là máy tính và máy server không bao giờ có cái quạt sên này cả. Đấy, thì cái lỗi này thực ra bên mình cũng không giải thích được. Nhưng mà trong cái quạt này nó sẽ có một cái mạch. Cái mạch đấy quyết định là cái việc tương tác với cả cái tín hiệu điều tốc bên ngoài này. Thì bên mình cũng chỉ là đảm bảo là những cái quạt gì dùng như quạt máy tính thì nó sẽ hoạt động bình thường. Đấy, còn nếu mà nó không phải là quạt máy tính thì nó sẽ có những cái vấn đề phát sinh, bên mình cũng không thể nào biết hết được. Đấy, mình chỉ đảm bảo là sản phẩm nó như mô tả thôi. Cho nên nếu mà để chắc chắn ấy, thì anh em đặt thử về đối với cái dòng quạt mà anh em không chắc chắn là quạt trong máy tính.
hoặc là anh đã dùng cái phiên bản nào trước của bên mình mà cảm thấy nó hoạt động bình thường với cái model quạt đấy, mà cái phiên bản bây giờ lại cảm thấy nó không bình thường. Em cứ cứ gửi cái phiên bản cũ về, bên mình sẽ nghiên cứu xử lý bằng được. Nếu mà bản cũ hoạt động bình thường thì bản về sau này mình cũng đảm bảo hoạt động bình thường. Đấy. Nó phải có cái gì đấy để đối chiếu, làm kỹ thuật nó phải có cái bằng chứng rõ ràng, cụ thể, chứ không mình không thể nói mồm được. Thế nhưng con này lúc này là bình thường Đấy, bây giờ như này là nó hoạt động rất là bình thường đây này. này. Nhưng thỉnh thoảng hơi nháy lên một tí này, xong quay về thì không tắt. Thật ra nó không phải là ở cái mặt linh kiện chứ ra cái gì cả, bởi vì cũng cũng là cái manh này. Mình chạy sang cái quan này thì kể cả sử dụng như nào nó đều hoạt động đúng hết. Này không Đấy. tắt này, quay về nguyên. Tắt đấy còn gì? Lúc tắt lúc không, có lúc thì lên một tí thôi. Xong quay lại là nó không tắt đấy, như bây giờ là không tắt. Nghe tiếng là biết tắt, nó giảm tốc đều. Có lúc không tắt. Thì tức là đối với cái dòng quạt mà không phải dòng quạt tiêu chuẩn thì nó sẽ có những cái hiện tượng nó không như ý mình muốn, và cái đấy là sản phẩm bên mình đã mô tả Đây như bây giờ là không tắt là này. mình không thể đảm bảo được, với Mình cả các nghi là rồi sản đấy. phẩm là không không phải Mình chuẩn. nghi là không tắt. Đấy không tắt. Còn bạn hết Ok, cỡ rồi. đấy là một trong các hiện tượng thôi. Đấy, để bạn các bạn kể cả bạn khách này bây giờ của mình để hình dung vấn đề là như thế. Còn bên mình đảm bảo với những cái gì bên mình mô tả và sẽ hỗ trợ hết sức có thể. Rồi. Hết Đấy, cỡ còn rồi nếu không tắt. mà cái phiên phiên bản trước đấy bạn cảm thấy mà nó hoạt động bình thường, bạn cứ gửi về đây. Đấy, bên mình sẽ khắc phục, cố gắng khắc phục hết sức. Vì cái điều việc của các bạn là chính là cái tôn chỉ của bên mình. Bây giờ động đậy cái là nó tắt. Nó không tắt luôn này. Đấy, tắt đấy. Đấy. Đấy, những cái như này chỉ có thể giải thích là liên quan đến quạt thôi. Để thử thêm cái nữa này. Thôi không phải thử cái nữa, bây giờ em phải thử với quạt cũ kìa. Mà làm tất cả như thế nó vẫn bình thường thì tính bây giờ ấy, nó là thiết bị đầu cuối thì không tại cái này tại cái kia đúng không? Bây giờ cái quạt này nó như thế. Bây giờ mình thử cái quạt nào chuẩn đi, mấy cái quạt mới nhập đâu. Quạt này là hơi bị ngược này, nó là cùng tín hiệu nhưng nó bị ngược. Còn chuẩn như thiết kế bên mình ấy thì là vặn hết về phía bên tay trái thì nó sẽ tắt hoặc yếu nhất, vặn hết về phía bên tay phải nó mới là tốc độ mạnh nhất. Khó là gì? Mở chưa? Nào, đầu tiên là từ để cái mức giữa đây. Ok, cấp nguồn. Đây là quạt 4.8A nhé. Đây, bạn kích sang bên trái. Cái này vẫn không chưa chưa phải chưa. Đây. Nhưng mà quạt chuẩn nó chỉ ngược cái chiều thôi. Đây, vặn hết cỡ. Dừng. Bắt đầu lên từ từ. Lên từ từ. Đấy. Cái này ấy, riêng cái dòng quạt mà tín hiệu chuẩn nó thì vẫn đi vẫn lại vẫn tái vẫn hồi, nó vẫn bình thường như thế cả.
Từ đi. Lên này, đang nhỏ này, đang thực hiện. Lên rất từ từ luôn. Hết sức bình thường. Đấy. Con... Đấy, trước đấy mình đã từng làm một cái video rồi cùng một model, nhưng mà hai cái hoạt động sẽ khác nhau bởi vì nó tháo từ hai thiết bị khác nhau. Thế còn cái mạch này bên mình bán số lượng rất là nhiều rồi, thời gian dài không phải là ít đòi gì, và cái tiêu chuẩn là chính là lấy theo các loại quạt dùng tín hiệu đều tốc như của máy tính. Còn mỗi loại quạt thì nó sẽ có cái cơ chế và cái tín hiệu đều tốc riêng, không không giống nhau tùy theo cái mạch điều khiển. Ví dụ tháo từ một thiết bị công nghiệp ra, cái tần số nó lại khác nhau. Đấy. Không thể áp dụng giống nhau được. Đấy, bên mình chỉ có đảm bảo là dùng với cả những cái loại quạt mà tín hiệu giống tín hiệu điều tốc của máy tính. Đấy, để mức giữa này. Con này mới chuẩn, con này mới chuẩn min này, bên trái này. Tắt luôn. 3.6 à, bạn lên từ từ. Đấy, nhìn cái hình nhà mình có thể nhìn được cái tốc độ, cứ vặn lên này, vặn lên từ từ. Tốc độ nó khác này, tăng lên này, tăng lên từ từ. Đó, cứ càng mạnh lên thì nó sẽ tốc độ càng ngày càng tăng lên. Chưa 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 chưa. Cái mạch này nó hoạt động rất là bình thường, nhưng phải đúng loại quạt thích hợp với nó. Anh em lưu ý về vấn đề này bên mình nhá. Cảm ơn anh em đã từng mua ủng hộ, và mong anh em hiểu cho là đấy, mô tả như nào thì mình có thể chỉ có thể đảm bảo như thế được thôi. Còn ví dụ có loại quạt khác mà không giống cái tần số của nó, mà không phải đúng cái bản chất là dùng tín hiệu giống như quạt tín hiệu điều khiển của quạt máy tính ý, thì nó sẽ có những cái vấn đề mình không thể giải thích được, và nó cũng không thể hoạt động như như thế này được.